Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi, anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày đây sẽ đến mau mà thôi. Không xa vời nữa đâu, vợ yêu ơi, xin hãy bên cạnh anh. Xin chào quý khán giả đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý khán giả một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 15m. Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân đậu xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây, phù hợp cho cái hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Cũng như đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài. Thì căn nhà mình được thiết kế theo kiểu phong cách Cityland, rất là đẹp. Mình có những cái lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn và được trồng rất là nhiều cây xanh ở phía bên ngoài. Và chỉ với giá 6 tỷ 180 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp, đã được anh chị chủ nhà full nội thất, nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như căn nhà mình thì giáp với lại phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái con đường phía trước để dẫn ra trục đường chính, trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp này. Một con đường rất là đẹp. Và căn nhà mình là căn nhà cuối hẻm. Mình có thể để được rất là nhiều xe gắn máy ở phía bên ngoài, rất là thuận tiện cũng như rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho quý khách hàng. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ có thêm một bộ cửa bên trong được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Mình có 2 lớp để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong thì mình sẽ có một cái khoảng sân ở phía bên ngoài. Thì mình có thể để được rất là nhiều xe gắn máy ở khu vực này. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế đưa ra 2 lớp cửa ra phía bên ngoài. Thì nếu quý nhà có xe hơi thì mình có thể để xe hơi vào bên trong, cũng như mình có thể làm phòng khách rất là rộng rãi và thoải mái. Cũng như hai bên tường thì mình được ốp gạch đá cao lên khoảng 1m2 và có đi cho mình những cái rèm chỉ trang trí. Di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách chi tiết, thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa đã được anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Đây là khu vực không gian phòng khách chi tiết của căn nhà. Và nếu nhà mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì phòng khách mình sẽ được di chuyển lên khu vực phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Cũng như nếu như nhà mình có xe hơi
Vừa vừa thì mình cũng sẽ để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này, và mình sẽ có mình có thể để thêm được một bộ bàn ghế sofa ở dưới tầng trệt này, rất là thoải mái. Di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng cầu thang của căn nhà, thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Đối diện cầu thang thì mình có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Và di chuyển là khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp, thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế đã được anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ có một cái lavabo rửa mặt cũng như một cái nhà vệ sinh ở dưới khu vực tầng trệt này, phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, phòng bếp cũng như gara xe hơi. Rồi tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà, mình sẽ đến với là khu vực không gian phòng khách thứ hai, phòng khách phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem, cũng như chỉ với giá trên dưới 6 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm này. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Như căn nhà mình thì căn nhà xây mới và được thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân đậu xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà, 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch. Và chỉ với giá 6 tỷ 180 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên trục đường Phan Huy Ích, một con đường thông một con đường kết nối giữa đường Quang Trung cũng như đường Trường Chinh, phường 15 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty, cũng như căn nhà mình là căn nhà cuối hẻm và chỉ có khoảng 10 hộ gia đình thôi, cho nên là mình có thể để xe gắn máy cũng như xe hơi phía bên ngoài thì cũng không sợ bị rời la, cũng như đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà thì mình sẽ có cửa để mở ra ban công cũng như cửa sổ để lấy gió và ánh sáng. Phía bên ngoài thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho hai phòng ngủ lầu 1 của căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2. Thì toàn bộ phòng ngủ bên trong căn nhà mình đã được đi sẵn hệ thống điện lạnh, và khi khách hàng có nhu cầu lắp ráp máy lạnh thì rất là thuận tiện. Cũng như tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Thì căn nhà này đã có sổ hoàn công đầy đủ, và khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Chỉ với giá trên dưới 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đang có diện tích ngang 4m2 và độ dài là 15m, được xây dựng một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng căn nhà mình thì khu vực xít trệt thì mình có thể để được xe hơi vào bên trong căn nhà, cũng như mình có thể để được khoảng 10 chiếc xe gắn máy. Và khu vực phía sau thì mình làm phòng bếp, cũng như khu vực phía bên trên tầng lửng căn nhà thì mình làm phòng tiếp khách, cũng như mình sẽ có 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh để phục vụ cho căn phòng của mình. Và căn nhà mình thì đang có hướng là hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch, và chỉ với giá 6 tỷ 180 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực sân thượng của căn nhà. Thì ở bên trong mình sẽ có một khoảng không gian phòng thờ, và phía trước mình có một khoảng sân để mình vui chơi cũng như trồng cây. Di chuyển lại khu vực phía sau là mình sẽ có một khoảng
không gian phòng giặt cũng như sân phơi ở phía sau của căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.